trang sức lên giùm cho em. Thì cái chai hôm nay nó còn đen gì nha, em đang sử dụng chai này đó, màu đen và tính chất là than tre cũng như là bùng núi lửa như gì nha, than tre và bùng núi lửa. Mình xức lên giùm cho em, mình xức lên bay giùm cho em, mình xoa đều để chừng 15-20 phút. 15-20 phút riêng em không có thời gian thì em sẽ đây, hai tay hiện tại đang bằng nhau gì nha, hai tay bằng nhau. Bây giờ test thử cho gì coi cái tác dụng của nó như gì nha. Đây là tắm trắng một bước nha cả nhà ơi, và cực kỳ hiệu quả, cực kỳ trắng luôn cả nhà ơi. Tắm trắng một bước thôi, nghĩa là chúng ta sử dụng một bước thôi là sẽ có một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Để chừng 15 phút, chừng 15 thì những cái tinh chất than tre nó sẽ thẩm thấu sâu vào làn da chúng ta và làm da ta bật tăm và trắng sáng cực kỳ luôn. Và một điều đặc biệt là quý vị yên tâm, ở bên đây có giấy công nhận, giấy nè, nè đó, giấy Bộ Y tế rồi nè. Mày chắc không lấy đây rồi. Giấy của Sở Y tế như gì nha, nếu mà phát hiện trong đây có gì nè, chắc mà làm hại da nè, là bên công ty bên em sẽ điền quý vị 100 triệu liền nha mọi người nha, 100 triệu liền, 100 triệu Sở Y tế đầu, giống giám đốc đầu. Rồi chưa, đẹp không? Đây, hai tay hiện tại nó rất đen như nhau đây, mình tẩy nó giùm cho em. Dạ, 490k, ok chị Như Ý Nguyễn một chai luôn nè. Rồi chị em nào mua để số điện thoại chị Lâm lấy cái gì kỳ nữa nha. Bây giờ là cả nhà mình đặt hàng đó là số điện thoại nha. Ôi, quý vị ơi, đây một trời một vật, một màu đen đen, trắng thêm vàng vàng, mình kỳ để giùm cho Lâm như gì nha, mình kỳ để giùm cho Lâm, bởi những cái này nó hơi đen đen, nó bám vô cái móng tay chúng ta như gì nha. Trời ơi, cực kỳ trắng luôn. Cực kỳ trắng luôn gì, thấy rõ. Đây là tắm trắng một bước và không hề ăn nắng nha chị Nguyễn Tình ơi. Bà chị Mai Trang ơi, 490k một chai cho chị nha, đây là sản phẩm của Hàn Quốc nha cả nhà. Dạ, sản phẩm của Hàn Quốc như gì nha, chính vì nó có giá hơi cao một xíu, hơn hàng Việt Nam của chúng ta như gì nha. Mọi người mua bây giờ để số điện thoại giùm cho em, nhanh tay lẹ chân, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả đây. Quý vị coi, bàn tay em xòe ra như hoa vàng năm cánh, cánh hoa vàng hồng anh, bàn tay trắng nõn là như một con gà mổng đỏ luôn. Đúng rồi chị Phương Nguyên ơi, trắng bật tông liền đất thầy luôn, đây là sản phẩm Hàn Quốc nha cả nhà ơi. Đây là có giấy công nhận và công bố sản phẩm luôn. Đây, đây anh Kỳ hơi mạnh hơi đỏ nè. Quý vị ơi, cười gì Kỳ nhẹ nhẹ giùm cho em chứ gì nha, Kỳ nhẹ nhẹ thôi. Chị Thiên Như ơi, đây là số điện thoại giùm em. Dạ, 490 ngàn những gì nha, sản phẩm skin đây. Trời ơi, con nó trắng quá nè mẹ má ơi. Chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em. Cái sản phẩm này em like một lần rồi nhớ gì nha đây. Quý vị coi hai bàn tay nó khác biệt rõ ràng quý vị. Nhưng mà dạ, em Kỳ hơi đỏ đây. Ok, cả nhà muốn tư vấn đây là số điện thoại giùm em. Ok chị Trinh Huỳnh, ok chị Trúc Lê Phương. Hoặc là ai cũng làm chi nhánh nha. Ai cũng làm chi nhánh thì liên hệ Tăng Thiên Kim thì 15 trời. Dạ ok chị Thắm Mai, cả nhà ơi, đây là cái sản phẩm Hàn Quốc. Ok chị Nguyễn Kim Dung một combo luôn. Cả nhà ơi, mình mua 3 chai sẽ được tặng một chai cho cả nhà ơi. Quá cả... Ôi quá trời luôn cả nhà. Mua 3 chai sẽ tặng một chai, nhanh tay lại chân mua giùm cho em 3 chai để dành cái gì ơi. Nhanh cơ hội ngày hôm nay có 3 chai. Cả nhà ơi, cái chai nó lớn như thế này thì mình sử dụng chắc cũng phải được 2 tháng nha mấy chị nha. Nếu như ngày nào cũng sử dụng nha cả nhà ơi. Là cái chai nó bự cả bá lửa như thế này là sản phẩm mà. Nó hơi đen anh Kỳ đó xíu, anh Kỳ đó xíu. Cực kỳ trắng luôn, dạ đây là tắm trắng than tre nha mấy chị nha. Ok chị Kim Ngọc. Đây tắm trắng than tre bằng bùng núi lửa gì nha. Skin Asia là đây, body skin là cái dòng chữ Hàn Quốc như vậy nha. Trắng một lần sau khi sử dụng, chị em nào mua thì bây giờ để sử dụng giùm em như vậy nha. Và cái hộp nó cực kỳ đẹp như thế này.